chào quý vị khán giả. Mời quý vị đến với bản tin cập nhật thế giới 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, các bộ trưởng thương mại của 14 quốc gia trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu thảo luận về chuỗi cung ứng. Bộ trưởng thương mại Mỹ Kina Raimondo hôm qua cho biết, các cuộc đàm phán về cơ bản đã hoàn thành một thỏa thuận giúp chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt và an toàn hơn. Bà Raimondo phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp ở Detroit của Mỹ rằng thỏa thuận kêu gọi các quốc gia thành lập một hội đồng để điều phối các hoạt động của chuỗi cung ứng và một mạng lưới ứng phó với khủng hoảng để đưa ra những cảnh báo sớm cho các quốc gia IPEF về khả năng gián đoạn nguồn cung. Thỏa thuận cũng cung cấp một kênh liên lạc khẩn cấp cho các quốc gia thuộc IPEF để tìm kiếm sự hỗ trợ trong thời gian chuỗi cung ứng bị gián đoạn, phối hợp chặt chẽ hơn trong thời kỳ khủng hoảng và phục hồi nhanh hơn. Liên quan đến vấn đề trần nợ ở Mỹ, Chủ tịch Hạ viện nước này Kevin McCarthy hôm qua cho biết, thỏa thuận nâng trần nợ 31,4 ngàn tỷ đô la Mỹ của chính phủ có thể đạt được trước hạn chót là ngày 5 tháng 6. Ông McCarthy nói, Hiện tại tôi cảm thấy các bên đã tiến gần một thỏa thuận hơn so với thời gian dài trước đây, vì tôi nhìn thấy sự tiến bộ, nhưng điều này không dễ dàng giữa bất kỳ hình thức nào. Khi được hỏi liệu có thể đạt được một thỏa thuận trước ngày 5 tháng 6 hay không, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ cho biết chính phủ sẽ thiếu tiền để thanh toán tất cả các khóa đơn, để quốc hội không hành động ông McCarthy đã trả lời có. Tuy nhiên cùng ngày, nhà đàm phán thỏa thuận của đảng Cộng hòa Patrick McHenry nói rằng vẫn còn sự bất đồng lớn. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ra lệnh tăng cường an ninh biên giới để đảm bảo sự di chuyển nhanh chóng của quân đội và dân sự Nga vào các khu vực Nga mới sắp nhập. Phát biểu trong một thông điệp chúc mừng tới lực lượng biên phòng nhân ngày lễ bộ đội biên phòng Ông Putin cho biết, nhiệm vụ của họ là bảo vệ một cách đáng tin cậy các tuyến trong khu vực lân cận của vùng chiến sự. Ông Putin nhấn mạnh, điều cần thiết là đảm bảo sự di chuyển nhanh chóng của cả phương tiện quân sự và dân sự và hàng hóa, bao gồm cả thực phẩm, vật liệu xây dựng viện trợ nhân đạo được gửi tới các chủ thể mới của Liên bang Nga, Kherson, Zaporizhia, Luhansk và Donetsk là bốn khu vực mà Nga tuyên bố sắp nhập vào tháng 9 năm ngoái. Hôm nay, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đi bỏ phiếu trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống. Trong nỗ lực vận động cuối cùng, hôm qua, ứng cử viên và là đương kim tổng thống Tayyip Erdogan kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu, trong khi ứng cử viên đối lập là Kemal Kılıçdaroğlu đã tái khẳng định các cam kết. Các điểm bỏ phiếu mở cửa vào lúc 8 giờ sáng nay theo giờ địa phương và đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. Hôm qua phát biểu khi đến thăm lăng mộ của người thầy là ông Adnan Menderes ở Istanbul, ông Erdogan nói Tôi một lần nữa kêu gọi các bạn đi bỏ phiếu. Ngày mai là một ngày đặc biệt đối với tất cả chúng ta, Cùng ngày, ông Khalid Daroglu đã kết thúc chiến dịch tranh cử bằng việc tham gia sự kiện mang tên Cuộc họp bảo hiểm hỗ trợ gia đình ở Ankara. Tại đây, ông tái cam kết sẽ đưa hàng triệu người tị nạn Syria, Afghanistan và Pakistan trở về nước của họ. Ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây cho biết, Chương trình lương thực thế giới WFP hiện đã tiếp cận hơn 600.000 người dễ bị tổn thương với viện trợ lương thực và dinh dưỡng kể từ trung tuần tháng Tư vừa qua. Theo ông Dujarit, tại ba bang ở vùng Darfur Bắc, Nam và Đông WFP đã tiếp cận được khoảng 180.000 người và cơ quan này đang có kế hoạch bắt đầu phân phối ở trung tâm Darfur trong những ngày tới. Các hoạt động viện trợ được đẩy nhanh trong bối cảnh giao tranh ở Sudan vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, đạo diễn mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp Trần Anh Hùng đã giành giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Niềm đam mê của Đô Đinh Bù Phan tại Liên hoan phim Cannes năm 2023. Trong lễ bế mạc vào ngày hôm qua, đạo diễn Phạm Thiên Ân cũng được vinh danh ở hạng mục Ống kính vàng cho bộ phim Bên trong vỏ kén vàng. Niềm đam mê của Đô Đinh Bù Phan công chiếu vào tối 24 tháng 5 được giới phê bình phản ứng tích cực. Tờ Guardian nhận xét phim có nhiều cảnh quay đẹp mắt, toát lên sự quyến rũ và tinh tế. Bộ phim Bên trong vỏ kén vàng cũng được đánh giá cao và Hiệp hội các nhà làm phim đã quyết định trao giải ống kính vàng cho đạo diễn Phạm Thân Ân. Tại lễ bế mạc, ban giám khảo cũng đã trao giải cành cỏ vàng cho bộ phim Anatomy of a giải nữ diễn viên xuất sắc thuộc về diễn viên Pháp Justin Triet trong bộ phim Anatomy Don't Shoot, giải nam diễn viên xuất sắc thuộc về tài tử người Nhật Bản koji Yasuko trong phim Perfect Days. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin cập nhật thế giới 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.